Xin chào người hâm mộ đang theo dõi bản tin bóng đá Việt. Chúng anh rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong bản tin hôm nay. Vừa qua tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, dù không thể có được điểm sau 4 lượt trận, các chàng trai của đội tuyển Việt Nam cũng đã để lại những dấu ấn đặc biệt với màn trình diễn của mình. Và một trong những tiền vệ tài năng của chúng ta đã để lại rất nhiều ấn tượng. Hơn nữa, mới đây anh đã nhận được lời đề nghị hợp tác trực tiếp từ huấn luyện viên một câu lạc bộ tại Oman. Hãy cùng mở đầu bản tin hôm nay bằng việc tìm hiểu xem chàng trai ấy là ai và những ấn tượng nào mà cầu thủ này đã mang lại sau lượt trận vừa rồi. Màn thể hiện ấn tượng trong áo đội tuyển Việt Nam trước Oman mới đây đã giúp tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức lọt vào tầm ngắm của một câu lạc bộ đến từ Oman. Huấn luyện viên Badr Al-Mari, người đang dẫn dắt đội bóng Basla FC, đã nhắn tin cho đại diện của Hoàng Đức. Nhà cầm quân này bày tỏ mong muốn có được sự phục vụ của cầu thủ thuộc biên chế Viettel. Dù để thua 1-3 trước Oman nhưng cầu thủ mang áo số 14 đã tạo được ấn tượng mạnh với câu lạc bộ Tây Á này. Basla FC là một đội bóng giàu truyền thống tại Oman. Như vậy, tính luôn lời chào mời trên, Hoàng Đức đã nhận được tổng cộng 5 lời đề nghị đến từ các đội bóng nước ngoài. Trước đó là 3 lời giới thiệu đến các câu lạc bộ Hàn Quốc như Incheon United, Gwangju, Gangwon, cùng với đó là nhà đương kim vô địch Thái Lan, Pathum United. Xét về góc độ chuyên môn của các nền bóng đá, 3 đại diện đến từ xứ sở kim chi hiển nhiên đứng trên cùng so với tại Oman và Thái Lan. Còn về mức đãi ngộ, Pathum United là đội bóng trả lương cao nhất với con số 10.000 USD một tháng. Tuy nhiên lúc này, có lẽ tiền bạc không phải là vấn đề ưu tiên hàng đầu với một cầu thủ còn khá trẻ như Hoàng Đức. Ở thời điểm hiện tại, thi đấu cho Basla FC tại Oman cũng không phải là một sự lựa chọn tồi. Bởi giải đấu này có mặt bằng chung cao hơn Thái Lan và đỡ cạnh tranh khốc liệt hơn so với tại Hàn Quốc, nơi những đàn anh như Xuân Trường, Công Phượng từng đặt chân đến rồi rời đi mà không để lại được dấu ấn gì. Bên cạnh yếu tố trên thì môi trường bóng đá ở Tây Á cũng được xem là khá phù hợp và ngang tầm với cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Bởi chúng ta vẫn thường có được những kết quả tốt khi chạm trán các đội bóng ở khu vực này. Hiện tại Hoàng Đức vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn hay quyết định nào. Hy vọng anh sẽ tìm được bến đỗ hợp lý khi hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản Viettel kết thúc vào mùa giải 2024. Tới đây, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ được quay trở lại sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau những trận chiến trên đất khách, chắc hẳn các chàng trai của chúng ta đang rất cần sự cổ vũ tinh thần từ người hâm mộ. Mặc dù vẫn còn rất nhiều công tác chuẩn bị để có thể phát hành vé cho người hâm mộ trong bối cảnh bình thường mới, đang có những tín hiệu tích cực của VFF để cầu thủ thứ 12 đến sân tiếp lửa. Sau hai chuyến làm khách liên tiếp tại Tây Á, đội tuyển Việt Nam sẽ được về chơi trên sân nhà ở hai cuộc đối đầu Nhật Bản và Ả Rập Xê Út vào tháng 11 tới đây. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đang tích cực chuẩn bị kế hoạch tổ chức hai trận đấu trên sân Mỹ Đình và có bán vé cho khán giả vào xem. Theo ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thể thao Động lực, Phó Chủ tịch VFF, vừa qua ông đã đề đạt nguyện vọng với Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng sớm được trở lại trạng thái bình thường mới và cho khán giả vào xem. Cụ thể, cần ưu tiên cho các vận động viên được tiêm vaccine để tập luyện thi đấu. Và nếu được các cấp có thẩm quyền chấp nhận, trong đó Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể, VFF sẽ triển khai việc bán vé cho người dân. Điều kiện bắt buộc là khán giả phải tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 tiếng trước khi đến xem trận đấu. VFF dự kiến sẽ phát hành qua mạng với số lượng khoảng 30-40% công suất của sân Mỹ Đình, sức chứa tối đa là hơn 40.000 chỗ ngồi. Đây là một tin vui với đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ nước nhà. Bởi như chúng ta đã biết, 4 trận đấu vừa qua tại vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á, Việt Nam phải làm khách đến 3 và ở lần duy nhất chơi trên sân nhà, khán giả cũng không được vào sân. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả chưa tốt của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong quá khứ, những ngôi sao vàng luôn chơi bùng nổ và giành được nhiều thành tích ấn tượng khi thi đấu trên sân nhà và có được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên, người hâm mộ. Đây được xem là cầu thủ thứ 12 trên sân và luôn tiếp thêm động lực niềm tin cho các chàng trai của chúng ta. Cũng nói về sân bóng của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, sau khi sân Mỹ Đình bị chê mặt cỏ xấu trong trận gặp Úc, Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Văn Trần Hoàng đã gửi công văn lên VFF xin đăng cai hai trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 2022 và gặp Oman vào ngày 24 tháng 3 2022. Vị chủ tịch này còn tuyên bố sẽ tài trợ toàn bộ chi phí nếu hai trận đấu trên được diễn ra tại Lạch Tray. Tuy nhiên mới đây, trao đổi với truyền thông, đại diện VFF cho biết điều này sẽ không thể xảy ra. Bởi dù đánh giá cao thiện chí từ câu lạc bộ Hải Phòng, nhưng xét về những tiêu chí khách quan như điều kiện các phòng chức năng, vướng mắc về vấn đề di chuyển, phòng dịch, nên các trận đấu của đội tuyển Việt Nam không thể tổ chức tại sân Lạch Tray. Hiện tại, sân Mỹ Đình đã được tu sửa, cải tạo mặt cỏ và có những cải thiện đáng kể. Sau trận đấu với tuyển Úc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF và Ban Quản lý sân Mỹ Đình đã họp khẩn để sửa chữa. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn khẳng định, sân Mỹ Đình đang được cải tạo để đảm bảo chất lượng cho đội tuyển đá vòng loại World Cup 2022.
Quá trình này cũng nằm trong đề án nâng cấp sân vận động để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam. Nhật Bản dường như đã rũ bỏ được những áp lực đè nặng trên vai mình sau chiến thắng đầy may mắn trước Australia. Trước khi bước vào trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu đang hứng chịu sức ép cực lớn khi chỉ mới có vỏn vẹn 3 điểm và phong độ thi đấu đáng quên. Dù vậy thì với việc cường quốc bóng đá một thời đang có dấu hiệu hồi sinh, khó khăn dường như sẽ còn nhiều hơn nữa dành cho đội tuyển Việt Nam trong lượt trận tới đây. Phần góc nhìn xung quanh những áp lực mà đội tuyển xứ Phù Tang đã phải vượt qua sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng ta. Xin chúc quý khán giả có một ngày thứ sáu thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trước khi trận đấu diễn ra, toàn đội đã chịu áp lực khủng khiếp, nên khi quốc ca Nhật Bản được cất lên, tôi đã không kìm nén được cảm xúc. Chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và được sự ủng hộ của người hâm mộ Nhật Bản. Điều đó khiến tôi không kìm được nước mắt. Đó là những chia sẻ mà chính huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu lý giải cho những giọt nước mắt trực trào ngay trong lễ chào cờ trước cuộc đối đầu quan trọng với đội tuyển Australia. Niềm tự hào dân tộc có thể là thứ đẩy cảm xúc của vị chiến lược gia 53 tuổi lên cao. Tuy nhiên, những giọt nước mắt lưng tròng kia phần lớn có lẽ là hệ quả từ những áp lực to lớn sau thành tích khởi đầu bết bát tại vòng loại thứ 3 của các Samurai xanh. Ghi một bàn, giành một chiến thắng và phải hứng chịu hai thất bại, trong đó có trận thua trong ngày ra quân trên sân nhà trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Oman. Rõ ràng là những kết quả khó lòng chấp nhận được với một cường quốc bóng đá như Nhật Bản sau 3 lượt trận đầu tiên. Hiển nhiên, thắng lợi xích sao 2-1 có phần may mắn trước Australia không đủ sức để che mờ đi những vấn đề mà đội tuyển Nhật Bản đang phải đối mặt, đặc biệt là sự kém duyên của hàng công sau 4 lượt trận đã qua tại vòng loại thứ 3. Tuy nhiên, đâu đó đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự tích cực, như lời của chính chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, ông Tashima Kozo cho hay: "Bây giờ không phải lúc để nói về người thay thế. Sau trận thắng Australia, tôi thấy các cầu thủ và huấn luyện viên rất đoàn kết. Tôi nghĩ vai trò của huấn luyện viên Moriyasu rất quan trọng. Ông ấy truyền động lực và đang làm tốt việc đó với cầu thủ bằng nguồn cảm hứng lớn." Gánh nặng tâm lý đã được cởi bỏ, cũng là lúc người Nhật tràn trề tự tin để vực dậy hành trình giành vé đến Qatar vào năm sau. Nhưng đó lại là tín hiệu chẳng lành về những dông bão khủng khiếp mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải hứng chịu trong cuộc tiếp đón các Samurai xanh vào tháng 11 tới. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.